số anh chị của bạn nghe. Với lại thiên biển chạy ra trước ngày chị lo của đứa chị là câu bắt đầu lại sân năm mới cũng bị mà mưa rất là to cả nhà. Đó, cả nhà thấy mưa không? Mưa kinh khủng luôn cả nhà. Đầu là chuẩn bị là cuối năm rồi, cuối năm đầu năm còn cả mấy tiếng hồ nữa là bước sang năm 2024 của bố anh chị các bạn. Đó, bắt đầu là mưa của bố chị, mưa rất là to luôn. Đó, nhà này mưa không? Mưa đầu năm mà 2024 mưa chắc có lẽ là năm 2020 chắc có lẽ là mưa lắm đó cô chú chị. Tôi cũng có mấy anh mặc mưa anh đột mưa có cái này uống cà phê luôn. Mưa cái giọt nước chứ nhà điện loa này chạy không kịp luôn cả nhà, thấy không? Đó. Mưa kinh không mọi người. Ủa, nước chảy kìa. Mọi người thấy không? Trước ngày thì lông mưa rất là to cả nhà. Okay. Em đang ngồi uống cà phê
đối diện nhà chùm Loan đó nha. Cũng có mấy cô mấy chú đang ngồi về mấy bộ đội chùm Loan ngồi. Vừa mua đồ ở nhà chị Long Loan ra là cà phê đang đột ngột cà phê tháp với thầy thì mình cũng đứng đây để cập nhật cho cả nhà mình thêm. Buổi chiều trước nhà chị Long Loan rất là mưa to cả nhà, nói chung mà chị Long Loan mới về hồi tối thì bắt đầu là đón xuân năm mới 2024 của đối chị, còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ đón chờ đón xuân năm 2024 của đối chị. Thì tối hôm nay mà không có trời mưa em sẽ đi quay cho cả nhà trên bán phu qua đón xuân dư thừa nghe cả nhà, cả nhà hãy đón xem nha. Hiện tại trước nhà chùm Loan thì mưa rất là to cả nhà, ở đồng đồng điểm cũng có những cô chú chị mưa kinh khủng luôn. Ở phía trong mà có anh Thành Mỹ và Bùm ngồi trên góc nha cả nhà. Các bạn có tính của anh Quang hồi trước kia ngồi đó thì bây giờ có Bùm Bùm ngồi cô chú chị, còn phía ngoài đây là có anh Khoa, chị Hồng Loan ngồi. Nói chung là tổng cộng chị Hồng Loan là 4 cái máy tính cả nhà, thì nói chung là trời mưa quá thì em không có qua quay đó được cả nhà, sợ sẽ ướt điện thoại của chú anh chị, sợ ướt cái điện thoại là rất là nguy hiểm của chú anh chị. Nó mưa rồi nhà ơi, mưa kinh luôn. Nó mưa rồi. Mưa kinh luôn. Đó, mưa cả nhà. Mưa kinh luôn. Đó, cô chú anh chị shop chị Hồng Loan này mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ cả nhà ơi. Đó, cô chú anh chị ha, thì shop chị Hồng Loan, Võ Thị Hồng Loan, ngân hàng em mở banh Võ Thị Hồng Loan, số tài khoản 1958 5959, cô chú anh chị số điện thoại liên hệ cho chị Hồng Loan là 0819581987 nha cả nhà. Đó, cả nhà yêu mến Tiên Miền ủng hộ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và like và share cho Tiên Miền có thêm một đồng lập Tiên Miền cập nhật tình hình tiếng Hồng Loan buôn bán hàng cho cô chú anh chị ở trong nước và nước thêm ha. Hẹn cô chú anh chị bạn video sau nha cả nhà. Video này là mưa chắc là mưa to cả nhà ha.